bạn xem con lửa chuyển thay lông nhìn sướng. Mình chỉ nuôi một loại cám ăn quanh năm nhé, cám chim đất Việt đấy. Các bạn có thể xem thêm trên website camchimdatviet.com giúp mình và chia sẻ những cái kinh nghiệm nuôi chim thực tế. Này lông mình lông đuôi cũng rụng rất nhiều. Đang chuẩn bị tắm và quay cho các bạn xem đó. Đây, cám chim đất Việt chuyên sản phẩm cám họa mi, chích chòe và chào mào, cùng giá là 200.000/kg, miễn phí ship trên toàn quốc luôn. Bạn nào có nhu cầu có liên hệ trực tiếp với cám đất Việt nhé, xem thêm thông tin trên website camchimdatviet.com. Giờ thì mình cho các bạn xin tắm một chút, các bạn xem lại một chút con lửa này nhé. Dễ thương.